xả trong thức giác chi có nghĩa là gì làm sao để biết mình thích hợp với tư thế ngồi thiền hay đi thiền xả trong thức giác chi là trạng thái bình tĩnh buông bỏ đối với các cái hành cái đối tượng mà mình hành xả đó là tất cả các cái hành các cái các cái trạng thái thuộc về hai khía cạnh cực đoan tức là nóng lạnh dễ chịu hay khó chịu mình đều có trạng thái mình buông bỏ hiểu là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng đấy rồi xả luôn đối với tất cả các cái uh, um, các cái đối tượng ví dụ như uh, những cái chúng sanh ví dụ như là người người nọ người kia đàn ông đàn bà họ đều họ buông bỏ hết thì cái trạng thái mà buông xả như vậy buông xả đối với tất cả các hành đối với tất cả các pháp đối với tất cả chúng sanh thì đó là cái xả trong thức giáp chi còn cái xả trong tứ vô lượng tâm á, là cái đối tượng của nó đối tượng của nó là chúng sanh đối tượng của nó là chúng sanh